Bánh mì dưa lưới hay còn gọi là bánh mì Melopan. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm chiếc bánh mì có nguồn gốc từ Nhật Bản này nha. Ở bên Nhật thì hình như mọi người không có làm nhân kem, còn mình thì có làm thêm phần nhân kem trứng như thế này, các bạn có thể tham khảo. Công thức hôm nay thì các bạn sẽ làm ra được 6 bánh. Vì lò của mình khá là nhỏ, 21 lít nên mình nướng một lần 4 và một lần 2. Về phần bánh thì chúng ta sẽ sử dụng bột mì số 13 để bánh có cái độ dai ngon hơn. Các bạn sẽ sử dụng các cái nguyên liệu mình để trên màn hình và trộn lại, nhồi mịn và ủ khoảng tầm 1 tiếng. Trong thời gian chờ bột ủ thì chúng ta sẽ làm phần vỏ bơ đường để các bạn có thể bỏ vào trong ngăn mát cho cái phần vỏ này hơi cứng lại một chút xíu. Một trong phần vỏ thì mình sử dụng là bột số 8, còn bạn nào không có thể sử dụng bột mì đa dụng số 11 cũng được. Trộn đều hết lên xong rồi chúng ta sẽ chia thành 6 phần bằng nhau và các bạn sẽ bỏ ngăn mát chờ bột ra nha. Ủa không, mình còn phần nhân kem nữa, trong thời gian đó chúng ta làm nhân kem luôn. Các bạn nếu mà không có cái phần đường vàng như thế này thì các bạn sử dụng đường trắng bình thường cũng được. Và công thức này thì các bạn nên sử dụng bột số 8 pha với lại bột bắp hoặc là bột số 8 không cũng được luôn. Hỗn hợp sữa thì chúng ta để ấm và rót từ từ, vừa khuấy vừa rót để giúp cho cái bột của chúng ta nó không có bị chín trứng.